Game nào mà chẳng bịp, game nào mà chẳng soi. Quan trọng là người chiến thắng phải tìm được cách đánh trái máu với thằng bị soi. Vậy game nào là dễ ăn, game nào là dễ thắng? Đó là game ăn non. Ăn non vẫn là bí kíp số 1 của người chiến thắng anh em nhá. Xin chào anh em nhá, và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của mình nha. Thì ngày hôm nay tiếp tục mình đang ở cái sảnh game bài nó tên là Kwin anh em ơi, một trong game mà chơi game bài đổi thưởng game bài online khá là uy tín và hot nhất mới nhất trong năm 2023 này luôn. Đấy thì những anh em nào mà muốn tải game này về thì đường link game mình có để dưới phần mô tả rồi, cứ click đó thì sẽ tải game về thành công nha. Và sau đó thì anh em hãy liên kết số điện thoại và thẻ ngân hàng vào, liên hệ với bộ phận của chăm sóc khách hàng thì người ta sẽ tặng code trải nghiệm dành cho anh em. Cùng với đó cũng có thể truy cập vào những mục như sau để nhận được nhiều phần quà. Đầu tiên mục sự kiện thì anh em báo danh hàng ngày anh em sẽ nhận được xu. Đó, xu chia sẻ thì chia sẻ mỗi ngày Facebook sẽ nhận 3.000 đồng và có gift code thì dám vào đây sẽ nhận phần quà gift code. Cây tiền thì có thể vào đây để anh em nhận gì và chặt mỗi ngày nha. Biết đâu nổ hũ thì ngon anh em ơi. Thư thì họ sẽ gửi thư về đây. Và VIP Club thì anh em cố gắng lên VIP càng cao, số tiền thưởng mà anh em nhận được càng lớn luôn nha. Mục nạp tiền có thể vào đây để nạp này, nạp số tốc, thẻ cào, MoPay, Zalo Pay, Viettel Pay, QR banking, iBanking. Đó, rất nhiều cổng nạp cho anh em để anh em có thể lựa chọn luôn, đúng nào. Và ngày hôm nay số vốn là có khoảng 18.800.000, một số vốn cũng khá là lớn anh em ơi. Thì mình sẽ vào đây mình chơi cái trò gì cho anh em coi nha. Ok, ngày hôm nay chơi trò siêu xe này nha. Chung chơi trò siêu xe này thì mình cũng hay đặt những cái xe ở cuối này anh em ạ. Đó, mình đặt mỗi xe 100k này. Thường thì đặt 3 xe anh em ơi. MOP mắt đục mà anh em ơi. Hãy thì cùng chờ xem là nó sẽ rơi về xe nào này. Ok, con này được ăn rồi đây anh em ơi. Đó, 488k thì trừ đi được nó tầm 188k anh em ạ. Đó, đặt vậy chậm mà chắc anh em ơi, chậm mà chắc, đúng là ok. Sẽ chuyển sang 3 cái xe này đi. Nói chung là cái cách chơi mà mình thấy nó hiệu quả nhất và nó tối ưu nhất ấy vẫn là cách chơi ăn non thôi. Anh em cứ nên ăn non một số vốn gì đó, nó nọn một cái thì anh em hãy biết điểm dừng và anh em dừng lại cho mình nha. Đấy thì tuy rằng cái số tiền mà anh em ăn được thì về ăn non ấy nó ít rồi thật đấy, nhưng mà mình thấy quan trọng ở đây là nó bền, nó có thể giúp anh em kiếm tiền hàng ngày và đi được nha. Chứ còn nay được xong mai mất hết ấy, chơi như vậy thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì đâu, đúng nào. Nên là hãy lưu ý và chú ý một điểm như vậy cho mình. Ôi về mẹc anh em ạ, về mẹc cái này thì mình mất 300k này, hơi căng nhỉ. Tôi không sao, đó, cứ bình tĩnh thôi. Nói chung là anh em cũng cần lưu ý và hiểu rằng một vấn đề như sau cho mình này. Nó gì game ấy thì nó cũng phát hành ra với cái mục đích đó là nó kiếm người chơi mà nó tạo lợi nhuận từ tất cả anh em. Thế cho nên là những anh em nào và các bạn nào mà tỉnh táo thì mình nghĩ là anh em còn có thể kiếm tiền đi được, chứ nó tham là sẽ gãy anh em ơi. Ok, cũng chờ xem nào. Ui đúng cái xe mình không đặt cược với đâu, đen thế anh em ạ. Thôi đen rồi, tôi không sao. Cái này mình sẽ nâng cao mức cược lên đâu đó tầm 300 mỗi một cái xe này đi. Đó, đặt thêm 50k một xe mẹc này. Ô, lại vào cái đen thật sự anh em ạ. Trời ơi, bỏ sót đúng cái xe đấy thì nó về. Cùng nhận là đen dã man anh em ơi. Mình không nghĩ là nó có thể về nữa anh em ạ. Thế cho nên là tiếp tục đặt ba cái xe này đi. Và mỗi xe mình sẽ đặt cho tầm 500k xem nào. Đó, đen lắm thì mới vào xe đấy nữa anh em ơi. Còn vào xe sang bên trên thì quá đen luôn. Ok, về bơm ở bên này tuyệt vời. Đó, cũng ăn được ván này. Đó, cũng gần về bờ anh em ơi. Đó thì cố gắng làm sao mà có thể về bờ được, sau đó nghỉ, đúng không? Và một xe mình tiếp tục mình đặt đi. Rồi này, xe mình đặt 150k. Ok, xe này cũng quá ok thôi. Vẫn được ăn tiếp tục nha. Ván này thì vẫn tiếp tục theo thôi, theo những cái xe này đi. Ok, cùng vào chờ xem nào. Lại về mẹ coi. Thế thôi nha, bạn mình cũng biết điểm dừng, mình nghỉ tại đây thôi nha. Bye bye nha em, và hẹn gặp anh em trong video clip tiếp theo. Bye bye.